Nhằm đối phó với các vụ nổ súng đôi khi vẫn xảy ra tại các trường học, cảnh sát bang Massachusetts của Mỹ mới đây vừa giới thiệu một hệ thống phát hiện các tay súng, từ đó cho phép các nhà chức trách có thể ngăn chặn các hành vi phạm tội một cách sớm nhất. Một người đàn ông vừa nổ súng tại hành lang của một trường học ngay lập tức, người này được hệ thống phát hiện người bắn súng xác định và cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Công nghệ sử dụng cải biến hồng ngoại và âm thanh này được chuyển thể từ một hệ thống vốn được quân đội Mỹ sử dụng tại các vùng của chiến tranh. Sau một loạt các vụ nổi súng giết người hàng loạt, trong đó có vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook hồi cuối năm 2012, sản phẩm công nghệ này đã có một thị trường tiềm năng trên khắp nước Mỹ. Báo cáo của FBI mới đây có đề cập rằng phải mất từ 12 đến 18 phút, cảnh sát mới có thể đến hiện trường. Nếu nhìn vào các cuộc phỏng vấn trẻ em có mặt tại vụ việc, chúng ta sẽ thấy chúng trả lời rằng cháu nghĩ đó là một quyển sách bị rơi, hay cháu nghĩ một người nào đó đánh rơi mảnh kim loại, vì thế chúng không gọi cho cảnh sát ngay lập tức có thể việc sử dụng hệ thống phát hiện các tay súng này sẽ gây tranh cãi tại một số trường học song người giám sát hệ thống trường công methuen gần boston cho rằng đó là việc làm cần thiết hiện nay đây là một tuyên bố đáng buồn nhưng thế giới đã thay đổi và chúng ta cần suy nghĩ tích cực hơn về điều này quan trọng hơn cả là chúng ta phải bảo vệ học sinh và các nhân viên Mặc dù hiệu quả, song mức giá của hệ thống này khá cao, dao động từ 50.000 đến 100.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, để đổi lại sự an toàn về tính mạng cho con người, đây là một mức giá không hề đắt.